anh em nào mà thích chơi uh, gỗ lưu nghiến ấy thì anh em hãy vào trong cái uh, video này uh, chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em với những người mà đam mê về đồ gỗ thì thường thường là họ sẽ săn đùng những cái dòng gỗ quý ví dụ như là uh, gỗ lưu nghiến này gỗ lưu hương này gỗ lưu ngọc am này gỗ lưu kháo này và rất nhiều các cái dòng gỗ khác nữa thế cho nên là hôm nay thì anh em sẽ được chứng kiến một số các cái tác phẩm của cái dòng gỗ lưu nghiến đây là một bộ bức tranh cha mẹ mà quý vị cũng đã thấy được rồi à, đối với những người con hiếu thảo thì thường thường là sẽ treo những cái bức tranh cha mẹ ở trong phòng khách trong gia đình thế thì đây cũng là một trong những cái tuyệt phẩm làm từ chất liệu gỗ lưu nghiến để cho anh em chứng kiến anh em thấy được rằng là cái giá trị nó nằm ở đây rồi thì bức tranh vợ chồng cũng là một trong những cái nét đẹp truyền thống và có những cái câu thơ ở trên trên cái bức tranh này từ cái vẻ đẹp gỗ lưu mà chúng ta đã hình thành thấy được rằng là nó là lưu tự nhiên sau đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là một số các cái câu thơ được khắc họa lên uh, trên cái bức tranh đối với uh, dòng gỗ lưu nghiến thì anh em cũng đã biết rồi chúng ta mua một lần chúng ta dùng mãi mãi đây là bộ tranh phúc lộc thọ được làm trên cái chất liệu bằng gỗ lưu nghiến mà anh em nhìn thấy ở đây thì anh em thấy là nó rất là đẹp đẳng cấp đối với trung tâm đồ gỗ văn sáu thì luôn săn tìm những cái dòng gỗ quý những cái dòng gỗ mà để trưng bày nó nó tuyệt đẹp đúng không ạ thế cho nên là đây cũng là một trong những cái giá trị của người chơi và tôi muốn nhấn mạnh và chia sẻ cho anh em người chơi người ta đã xác định chơi dòng gỗ lưu nghiến là người ta chuyên săn tìm để người ta chơi bởi vì càng ngày càng mai một càng ngày càng hiếm có khi mà chúng ta được sở hữu một trong những cái tác phẩm bằng gỗ lưu nghiến như thế này thì anh em thấy không ạ vào đến nhà thì thấy một bộ à, bàn ghế gỗ lưu nghiến anh em thấy là à, nó rất là đặc cấp rất là sang trọng lịch sự đúng không ạ và không phải là ai cũng có được những cái dòng gỗ lưu nghiến này để chơi người giàu thì người ta chuyên đi tìm những cái dòng gỗ hiếm có và những cái bộ bàn ghế quái dị đúng không ạ để họ trưng bày bởi vì trong cái phong cách chơi thì người ta thường thường là chơi hàng độc chứ người ta không chơi hàng đại trà thế cho nên là chia sẻ để cho anh em nắm được đối với trung tâm đồ gỗ văn sáu thì luôn mong muốn là chia sẻ hết mình cho anh em với những bộ bàn ghế bằng gỗ lưu nghiến hay là những bộ bàn ghế bằng gỗ lát gỗ kháo hay là các dòng gỗ khác nữa để cho anh em chiêm ngưỡng nếu anh em nào có cái sở thích sở trường muốn mua cho mình một bộ để về trưng bày trong gia đình thì đây cũng là một trong những cái cách để anh em được lựa chọn đúng không ạ thế thì một cái câu chuyện để chia sẻ cho anh em thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là đây bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế hoàn toàn bằng gỗ lưu nghiến cho dù là chắp ghép đi chăng nữa nhưng nó là bộ bàn ghế lưu hoa của dòng gỗ lưu nghiến bộ này trên thị trường hiện nay bây giờ nếu như có một bộ như thế này Thì có một cái giá thành Thì tất nhiên là nó sẽ rất là là cao Thế nhưng mà ở đây thì chúng tôi làm ra được Cho nên là chúng tôi chia sẻ cho anh em Bộ bàn ghế bằng gỗ lưu nghiến này Nó chỉ rơi vào có 80 triệu thôi Thực ra mà nói là một bộ bàn ghế này Lưu hoa kín mít như thế này Mà có 80 triệu Thì nói thật với anh em là Nếu như những người nào mà là sở trường chơi hàng độc đáo ấy thì đây là một trong những bộ rất là rẻ. Bộ này nếu như bình thường mà chúng ta đi mua ấy, hoặc đi đặt chắc chắn nó phải trên trăm triệu. Thế nhưng mà với chúng tôi thì chúng tôi đã làm ra rồi. Hàng lưu, hoàn toàn là lưu hết, 100% là lưu. Lưu mặt trước, mặt sau, lưu gần như tứ tự trình là Thế cho nên là cái bộ bàn ghế này cũng là một bộ, bộ bàn ghế rất là to. Chúng ta phải có một cái phòng khách rộng hoặc là có một cái uh, sân vườn rộng để chúng ta kê bộ bàn ghế này. Đấy anh em nhìn thấy là hoàn toàn là mỗi một cái ghế này là ngồi được 2 đến 3 đến 4 người Đúng không ạ Thế thì bộ bàn ghế này nếu mà tính ra Thì ví dụ 2, 4, 6 cái ghế dài một cái bàn Thì 6 cái ghế này tương đương với chúng ta sẽ ngồi được 12 đến 15 người Đấy Thế cho nên là đây cũng là một trong những cái giá trị để chia sẻ cho anh em Anh em nào mà uh, muốn sở hữu cho mình những cái bộ bàn ghế độc đáo Hàng VIP, hàng chất lượng thì anh em hãy liên hệ với chúng tôi một bộ bàn ghế này duy nhất không bao giờ có bộ thứ hai cho nên là đây cũng là một trong những cái hàng để chia sẻ cho anh em anh em nào mà có cái nhu cầu muốn sở hữu cho mình những cái hàng như thế này thì anh em lên liên hệ với chúng tôi bởi vì những bộ bàn ghế như thế này thì trên thị trường chắc chắn một điều rằng không bao giờ có chia sẻ cho anh em như vậy và trung tâm đồ gỗ văn sáu luôn cảm ơn anh em chúc anh em một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc anh em xem video thì nhớ là đăng ký kênh cảm ơn anh em rất là nhiều